Xin chuyển sang câu hỏi của khán giả Nguyễn Thị Thơm với số điện thoại là 0833, 3 số cuối là 264. Khán giả hỏi là ao rộng 2 mẫu và có độ sâu là 1,3 m. Hiện nay thì ao có nuôi rất nhiều loại cá và cá thì có hiện tượng là bị đỏ thân, chết nhiều cá chấm và cá mè. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục trong trường hợp này ra sao? Ngay sau đây thì chuyên gia Bùi Quang Tề sẽ giải đáp câu hỏi này. Xin mời chuyên gia. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Theo mô tả của khán giả thì cá này nó rất bình thường, nó chỉ là bệnh nhiễm khuẩn. Đối với cá chấm cỏ thì nó đỏ thân thì nó có thể là bệnh xuất huyết do virus nữa, thì nó cũng đỏ. Và cá mè thì thường là bệnh, chúng tôi gọi là bệnh đốm đỏ. Thế là cá là các anh là bị bội nhiễm tất cả vì đối với bệnh virus do vi khuẩn bệnh đốm đỏ, bệnh xuất huyết do virus ấy, thì thường là chúng tôi hay nói là cuối xuân đầu hè và mùa thu là trời mát ấm. Bây giờ sang mùa đông nhưng mà trời vẫn là mát, nên là cái nhiệt độ rất phù hợp cho cái bệnh vì bệnh xuất huyết do virus. Nếu mà trời mà lạnh xuống dưới 15 độ thì cái bệnh này, tất cả các bệnh nó sẽ tạm dừng. Khi mà nóng quá trên 30 độ, trên 35 độ thì bệnh nó cũng dừng. Nên là thời tiết mà cứ ấm thế này là ngoài là bệnh nó sẽ bung ra. Thì tôi có thể tư vấn như thế này. Với cái ao của chị hơi lớn thì đầu tiên chị nhớ cho tôi ít nhất là 10 đến 15 ngày dùng thuốc khử trùng. Dùng thuốc sát trùng để khử trùng cho nước ao. Ví dụ như TCA, povidin, iodin đều sử dụng ra nhà sản xuất. Ít nhất là làm để diệt tất cả các mầm bệnh. Nếu mà anh chị mà phải thay nước thì khi thay nước xong là cũng phải dùng thuốc khử trùng để diệt ngay. Và bây giờ là nó là bệnh coi là bội nhiễm cả virus cả vi khuẩn, nên là chỉ có dùng thuốc thảo dược là tốt nhất, không nên dùng thuốc kháng sinh. Vì dùng kháng sinh này chỉ diệt mỗi vi khuẩn, xong còn virus nó vẫn cứ bị. Nên thuốc thảo dược thì là cái thuốc K0412 là 4 gram cho 1 ký cá ăn trong một ngày và ăn 5 đến 7 ngày, hoặc tỏi tươi giã ra nửa ký tỏi cho một ngày. Tại sao tôi cứ nói là tỏi tươi? Các vị phải nhớ cho tôi, không mua hương vị tỏi, không mua cao tỏi, không ai kiểm tra chất lượng cho được. Giờ nó làm nhiều cách lắm, nên là tôi khuyên cáo là mấy anh bán cái thuốc này là hơi khó chịu của tôi đấy, vì các vị là cứ bảo em mua là tiên đắc mua gì mà nó gói. Đây nó là hương vị thôi chứ không phải thuốc, mà nếu mà tỏi tươi ra là chắc ăn nhất. Thế đó, nửa ký tỏi cho tạ cá ăn trong một ngày, và nhớ ăn 5-7 ngày, và nhớ định kỳ cho tôi, và ăn vitamin C 7 ngày liên tục. Nhớ định kỳ cho tôi cứ 1 tháng cho cá ăn một lần một trong cái thuốc là K0412 hoặc tỏi tươi và vitamin C, thì phải phòng tất cả các bệnh nhiễm khuẩn và bệnh xuất huyết do virus. Chúc khán giả xử lý thành công. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia.